nhất để được tuyển chọn làm những cây sưa đỏ giống. Bây giờ chúng ta vào xem cây sưa đỏ này làm cây sưa bố mẹ đây. Đây là cây sưa bố mẹ. Cây này vỏ nó lất răm răm dọc như này, là lõi rất là chuẩn, rất là to. Cây này được chọn làm cây sưa đỏ bố mẹ. Đấy. Nhưng mà cây này nếu mà bây giờ có người giả 200 triệu có bán không? 200 triệu thì khả năng, còn phải chép tiếp. Cây này to đấy, cây này nếu mà trồng được 16 năm mà như này thì nó cũng phải tầm 100 triệu, trên 100 triệu đấy. Thế nhưng mà con nhà tôi, nhà em bán, nhà có bán được 50 triệu rồi, mà cách đây khoảng 4 năm đấy em trồng cùng với nó mà em bán được 50 triệu rồi. À hè. Còn cây này thì nó giả nhưng mà chưa muốn bán. Chưa muốn bán. Rất là đẹp, gốc rất to. Lại có cả một cái thùng ong ở, để cả thùng ong ở bên cạnh cây sưa. Đây là những cây sưa đỏ đẹp đã được tôi tuyển chọn. Chúng tôi tuyển chọn để làm cây giống, làm cây bố mẹ. Đấy. Các bạn xem, bà con và các bạn xem. Cái vỏ cây này nó nứt dọc răm răm như thế này, chứ nó không bong vẩy ra. Mà nó cũng không, vỏ nó cũng không hẳn là đen xì, mà nó cũng không hẳn là chỉ vỏ trắng nhẵn. Cái loại vỏ trắng nhẵn và cái loại vỏ nó cứ bong vẩy ra ấy, thì cũng là nõi rất kém. Những cây vỏ lứt răm răm như thế này là nõi rất mẩy, mà nõi rất đẹp, đã được chúng tôi kiểm nghiệm và đưa vào làm cây giống, làm cây bố mẹ. Cây này đã tuyển vào làm cây bố mẹ. Cái dòng sưa nó có cái dòng vỏ nó nhẵn thín mà trắng tinh, vỏ nó trắng nhẵn mà nó cũng có những cái lấm địa y như thế này là nõi rất kém. Còn cái đằng vỏ nó nứt răm như thế này là nõi rất là to, rất là đẹp. Cây này được tôi chọn làm cây giống, làm cây bố mẹ. Cây này đường kính nõi nó đã rơi vào 16 phân rồi. Đấy, đây là cây sưa của cô chủ này. Cô chủ này có cây sưa rất là đẹp mà lại con người cũng rất đẹp. Có cây sưa đẹp, con người đẹp. Tập thể dục. Còn đây một cây sưa giống nữa. Cây này cũng được chọn làm cây sưa giống. Khoan trên cành nhưng loại 10, hơn 10. Cây này già tuổi hơn cây kia. Già tuổi hơn cái cây già rồi. Nắm rồi đấy. Cây này cũng được nhìn chọn làm cây giống. Nhìn cái cành nó kìa. 20 năm rồi, hơn 20 năm. 20 năm, hơn 20 năm rồi. Cây này rất đẹp, cây này đã được hơn 20 năm rồi. Cái này vanh gốc của nó trên 100 rồi, một vào khoảng 120 rồi. Nõi rất to. Cái này cũng được chọn làm cây giống, làm cây bố mẹ. Đấy, vỏ nó không đen xì mà nó cũng không trắng. Những cây này tôi chọn làm cây bố mẹ. Để lấy hạt, gieo, nhân giống. Nên giống sưa đỏ của chúng tôi rất là chuẩn. Đây bây giờ khoan thử một cây, khoan thử một cây bố mẹ. Đấy, chạm nõi rồi đấy, chạm nõi đỏ rồi. Chạm đai óc to đấy. Quay đâu? Đâu xem sâu bao nhiêu thì chạm nõi. Hầu hết 3 phần rưỡi thôi, 3 phần rưỡi đã chạm nõi. Những cây được chọn làm bố mẹ là màu lõi là phải đỏ đen, đỏ đẹp đây. Những cây màu đỏ đen như thế này, màu rất đẹp sẫm thì sẽ được chọn làm cây bố mẹ. Chúng tôi khoan kiểm tra thì đánh giá những cái cây nào lõi đẹp thì để làm giống.
Đây là những cây xưa giống, những cây xưa giống do chúng tôi, do gia đình tôi đã ương ra, ương từ hạt những cây bố mẹ rất đẹp, ương từ hạt của những cây bố mẹ rất đẹp ra được những cây xưa giống như thế này. Và chúng tôi cung cấp giống bán cho mọi người, ai có nhu cầu thì sẽ liên hệ, chúng tôi sẽ phục vụ. Ai có nhu cầu mua cây giống, chúng tôi sẽ bán cây giống tại vườn đây, cả cả ship đi toàn quốc, chúng tôi sẽ gửi theo đường bưu điện. Đấy, cây xưa giống rất đẹp. Đấy, những cây mà vỏ nó bong bong vẩy như thế này là nõi kém này. Cây này là nõi kém, vỏ nó cứ bong vẩy ra như là vỏ sạc cừ này là nõi kém. Cây này chúng tôi không làm cây giống được. Và cái cây trắng, vỏ nhẵn trắng như thế này, đây cây này cũng thế này. Cây này vỏ nhẵn trắng này là nõi rất kém, rất chậm lõi. Những cây này tinh bây giờ mới có lõi thôi, nõi rất kém. Đấy, hai lưu ý hai cái dòng xưa mà vỏ nó cứ bong vẩy như vỏ sà cừ và cái vỏ nhẵn trắng như này là nõi kém. Còn cái vỏ lứt răm răm dọc dọc ấy là nó không bong vẩy ra, là cây đấy nõi rất là đạt yêu cầu mà nõi rất đẹp. Thì những cây đấy sẽ được tôi nhân giống. Đây khoan kiểm tra một cây nhẵn vỏ đây. Rất sâu. Cây này mới banh vào khoảng 68-70 mà khoan gần ngập mũi khoan. Đấy. Đấy, chạm. Chưa chạm nõi. Ui, bắt đầu vào. Đấy, nói chạm nõi rồi đấy. Nói chung là những cây dòng vỏ trắng như này, vỏ nhẵn này là rất là chậm lõi. Đấy. Nó vào 7 phân. 7 phân mới chạm lõi. Lõi vẫn rất bé, mới lõi được mấy phân lõi thôi. 6, 7 phân lõi thôi. Đấy. Bà con và các bạn xem những cái dòng cây xưa vỏ trắng này. Và vỏ nó nứt nhưng mà nó bong vẩy. Nó bong vẩy như là vỏ sà cừ này. Là cái vỏ đấy. Là nhìn bề ngoài những cây xưa như thế là cũng đánh giá là lõi rất kém, lõi rất kém. Đấy, cái này mới vào, lõi mới vào 6 phân, hơn 6 phân lõi thôi. Đấy. Cái cây xưa của nhà cô chủ này thì là rất đẹp. Cây xưa của nhà cô chủ này là được hiện nay là nõi rất là to. Cây vanh mới có hơn 70 mà nõi đã 16 rồi. Khoan có 3 phần rưỡi chạm lõi rồi. Bà con và các bạn xem video hãy đăng ký kênh, chia sẻ để được xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn.